Chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình mới về được cây Cartier mẫu đời mới nha. Bản sử dụng bản lề bê tông, tình trạng là hành lai new full book, hàng đẹp như mới luôn nha, không tì vết gì hết á. Cái mẫu này thì sử dụng nó rất là sướng tay, bật lên bật xuống rất là nhẹ nha, mà nó độ bền nó cũng cao nữa. Bánh xe nó xài bền, nó bén, bánh xe nó to, phía nó to lắm này. Còn cái dòng Cartier kia thì mình xài mà đá lô là bọn nó ăn bánh xe là coi như là nhanh mòn lắm. Palladium phay xước rất là đẹp. Sáng đẹp không có tì xước gì hết nha, hàng nhìn như mới luôn á. Đóng mở bằng cái bản lề bê tông này rất là nhẹ, mở lên mở xuống rất là nhẹ, xiên 45 độ nha, chỉnh lửa lớn nhỏ chỗ này. Lắp này mình mở ra để thay đá nè, đây mở ra để bơm ga, hôm nay chỉnh lửa lớn nhỏ và thay đá ở trên đây nha. Đây nếu cái này lên đẩy ngược con sau gài qua, bỏ đá vô đây gạt qua là nó đóng lại. Hình ảnh chi tiết và giá bán thì mình để trong phần mô tả nha. Anh em mua hàng vui lòng bấm vào đó xem giúp mình. Rồi, mình kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.